Xin chào tất cả các em học sinh. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid thì các em học sinh, đa số các em học sinh chúng ta không thể đến trường được. Chính vì vậy, để đảm bảo cho chương trình giáo dục thể chất cho các em thì các thầy cô trường Trung học phổ thông Khoái Châu đã làm một số video để hướng dẫn các em một số các bài tập chúng ta có thể tự tập và rèn luyện tại nhà theo hướng dẫn ở video, nhằm mục đích là để chúng ta rèn luyện, tăng cường sức khỏe để chúng ta có một cái sức khỏe tốt để phòng chống dịch bệnh, và chúng ta có một sức khỏe tốt để chúng ta có thể học tập và làm việc tốt hơn. Sẽ hướng dẫn chúng ta cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật chúng ta ôn lại kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân, và kỹ thuật đó là kỹ thuật dừng bóng bằng đùi. Đây là những kỹ thuật mà chúng ta đã học rồi, chúng ta chỉ ôn lại thôi. Thì giáo sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta tập luyện các bài tập để chúng ta ôn tập lại. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách đó là khởi động chung. Bài tập thứ nhất đó là bài tập tay không, và sử dụng tay không động tác 1 và động tác nhân thở. Chúng ta sẽ thực hiện theo 2 lần 8 nhịp. Cái bài này thì chúng ta đã tập ở trường nhiều rồi. Đó, chúng ta cùng làm theo thầy giáo. Động tác thứ 2, động tác 1 thì nó sẽ làm xoay ngang để chúng ta nhìn cho quan sát thì dễ. Động tác thứ 2, động tác tay. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tác lườn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác vận mình. Chúng ta sẽ quan sát động tác lườn theo chiều ngang. Động tác vận mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi.
Động tác toàn thân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Chúng ta có thể làm theo để cho tránh tình trạng chúng ta sợ chúng ta bị quên, thì chúng ta sẽ làm theo động tác cho nó dễ. Chúng ta sẽ làm theo video. Động tác cuối cùng, động tác điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần xoay các khớp. Hai tay đan vào nhau, chúng ta sẽ kết hợp xoay khớp cổ tay và cổ chân. Chúng ta chú ý xoay 2 lần 8 nhịp và mỗi 8 nhịp chúng ta lại đổi bên chân một lần. Và sau đó chuyển sang xoay khớp khử. 8 nhịp thì chúng ta sẽ xoay ngược lại một lần, 2 lần nhân 8 nhịp. Sau đó chuyển sang xoay khớp vai. Xoay khớp vai chúng ta thực hiện 2 lần 8 nhịp. Sau đó 8 nhịp thì chúng ta xoay đường ngược lại một lần. Xoay khớp gối. Khớp gối chúng ta cũng chú ý thực hiện 8 nhịp, sau đó chúng ta xoay lại một lần, xoay ngược lại một lần. Đó, chúng ta xoay ngược lại. Xoay, sau đó chúng ta chuyển sang xoay khớp hông. 8 nhịp, chúng ta xoay 8 nhịp, sau đó chúng ta lại đổi xoay lại ngược lại một lần. Chúng ta chú ý cho cái thời là chúng ta chú ý cái thời là chúng ta sẽ xoay mở rộng hết biên độ của hông, như vậy là một cái tác dụng. Đó, sau đó chúng ta gặp người trước và xoay vai, tay nhọn chạm chân kia, thực hiện 2 lần 8 nhịp. Chúng ta sẽ bước chân ra, bước chân phải ra, chúng ta thực hiện ép ngang 8 nhịp thì chúng ta sẽ đổi bên một lần. Sau đó chúng ta xoay người ép dọc. Chúng ta chú ý ở động tác này cái lưng chúng ta thẳng, không được để gù lưng. 8 nhịp chúng ta lại đổi bên một lần. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần khởi động chuyên môn. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện di chuyển bước bước nhỏ như thế nào. Đó, thì bước nhỏ khoảng 5 đến 10 mét. Sau đó chúng ta lại đi bộ vòng về, thả lỏng vòng về.
chúng ta thực hiện hai lần, mỗi động tác chúng ta thực hiện hai lần. Chúng ta thực hiện liếc từ đỉnh vào chân trên cho đến cả bàn chân. Tiếp theo là chúng ta thực hiện lưng cao đùi. Lưng cao đùi thì chúng ta sẽ thực hiện dài hơn một chút, khoảng 10-15 mét. Chúng ta cũng thực hiện 2 lần. Đó, ở cái sân nhà các bạn cũng nếu mà có khoảng 5 mét thì chúng ta thực hiện khoảng 5 mét. Dài hơn chúng ta sẽ thực hiện dài hơn khoảng 10-15 mét. Hoặc chúng ta có thể thực hiện lưng cao đùi tại chỗ hoặc là di chuyển bước nhỏ tại chỗ. Tiếp theo là kỹ thuật đá lưng sau, chúng ta thực hiện đá lưng sau. Lưng sau, sau đó là chúng ta thực hiện lăng chân sang hai bên. Đó. Cũng khoảng 5 đến 10 mét hoặc là chúng ta có thể thực hiện tại chỗ nếu chúng ta không có không gian rộng. Theo chúng ta sẽ thực hiện đá lăng trước. Đá lăng trước. Tất cả những động tác này chúng ta sẽ thực hiện với tốc độ tăng dần lên. Trong tập luyện thể thao thì các bạn chú ý cho thầy giáo là chúng ta cần phải khởi động thật kỹ. Đó. Để cho các cái nhóm cơ, khớp, dây chằng chúng ta được làm quen thích nghi với vận động dần dần. Ôn kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân, mu trong bàn chân. Chạy đà cách bóng khoảng 2-3 mét và góc độ chạy đà khoảng 35-45 độ. Bước thứ hai, đặt chân trụ. Chân trụ chúng ta đặt cách bóng khoảng 10-15 cm và bàn chân song song với bóng. Đây là kỹ thuật thầy đã hướng dẫn rồi nên thầy sẽ nói qua để chúng ta nắm được. Đặt chân trụ và vung chân lăng, kết hợp vung chân lăng. Đây là giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiếp xúc bóng. Đó, khi tiếp xúc bóng thì chúng ta sẽ tiếp xúc bóng bằng má trong bàn chân và tính từ đầu ngón cái cho đến phía sát mắt cá chân. Đó. Thứ tư, chúng ta kết thúc sút bóng đi. Đó. Bài tập thứ nhất chúng ta sẽ thực hiện một người giữ bóng và chúng ta sẽ thực hiện đá bóng bằng mu trong bàn chân. Đó, chúng ta đá như này để lấy cái cảm giác cho nó chuẩn. Và chúng ta nhớ khi đá bóng thì chúng ta cần cứng cái cổ chân và cứng cổ chân lại. Bài tập thứ hai các bạn có thể thực tập tại nhà, đó là chúng ta sẽ đặt bóng ở phía trước cái bờ tường và chúng ta sẽ đá bóng vào tường. Đó, chúng ta sẽ đứng tại chỗ. Đầu tiên chúng ta tập đứng tại chỗ. Đó, chúng ta đá vào tường. Sau đó thì các bạn có thể chạy đà và đá bóng. Chuyển sang nội dung thứ hai, đó là kỹ thuật dừng bóng bằng đùi. Ở đây thầy cũng sẽ làm mẫu qua và thầy sẽ hướng dẫn qua để các em có thể nhớ lại được. Kỹ thuật dùng bóng đùi sử dụng khá là nhiều trong cái tình huống bóng bổng. Các em chú ý khi thực hiện đỡ
dừng bóng bằng đùi thì chúng ta nâng đùi lên tạo một góc khoảng 138 độ đó, thì chúng ta sẽ không chế bóng một cách dễ dàng, thì chúng ta sẽ không chế bóng một cách dễ dàng đó. Sau đó là chúng ta sẽ thả lỏng đùi và đưa ra sau và đưa theo đà bóng ra sau. Chúng ta cũng có thể bài tập chúng ta cũng có thể tập với cái bờ tường. Đấy. Chúng ta tung bóng vào tường, sau đó là chúng ta dừng đùi, chúng ta không chế bóng lại. Chúng ta cứ tập nhiều lần như vậy.